Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái công thức làm bánh flan nha. Cái công thức này là mình bảo đảm các bạn là sẽ không bị rỗ, bánh nó sẽ rất là mịn màng ha. Đây là những thành phần nguyên liệu của mình đã để sẵn ở đây nha. Cái trà xanh á, thì các bạn nào thích ăn mùi trà xanh thì mình để, còn không thì thôi nha. Và cái khuôn á, thì mình có thể sử dụng khuôn sành nè và những cái khuôn thủy tinh nha. Thì các bạn có cái nào thì sử dụng cái đó ha. Bây giờ mình bắt đầu mình làm nha. Đây là 30 gram đường phèn mình đã giã nhuyễn ha. Và đây là 2 gram rau câu. Thì mình lưu ý với các bạn là cái rau câu đó thì các bạn nên cân cho nó chính xác nha. Bây giờ mình trộn đường vào rau câu nha. Cho rau câu nó đừng có bị đóng cục ha. Và mình trộn đều. Bây giờ mình sẽ đổ 200 ml nước vào cái nồi nha. Rau câu và đường mình đã trộn đều mình sẽ đổ vào nước luôn. Và mình sẽ quậy đều nha. Các bạn ngâm cho mình từ 15 tới 20 phút. Cho rau câu nó nở ha, hoặc là từ 15 tới nửa tiếng nha. Đường caramel á, bây giờ mình sẽ bỏ đường vào đây. Và mình sẽ mở lửa. Hơn lửa nhỏ một chút xíu nha. Nhưng mà các bạn đừng có lấy cái này quậy nha. Cứ để như vậy cho tới khi nào mà coi như là lửa nhỏ mà giữa lửa trung bình và lửa nhỏ đó ha. Sau 20 phút thì cái đường của mình nó đã như vậy nè. Nếu bạn nào mà thấy nó lâu á, thì các bạn có thể vặn lửa trung bình. Thì khi mà nó ngả màu như vậy thì các bạn có thể vặn nhỏ lửa lại ha. Nhưng mà mình để lửa giữa trung bình và lửa nhỏ đó thì mình nấu được 20 phút thì nó ra như vậy. Thì nó chưa có tan hết đâu các bạn thấy không? Còn đường đây nè. Đó, thì bây giờ mình tiếp tục mình nấu nha. Cái màu caramel này nè, các bạn muốn đậm hơn thì mình làm lâu hơn nha. Mình thì cái màu này hoặc đậm một chút là được rồi. Vì đậm quá nó sẽ đắng. Bây giờ cái này là 30 ml nước nha, mình sẽ đổ vô nha. Các bạn cẩn thận ha. Mình sẽ lấy cái này là mình quậy nha. Mình thấy nó lên. Cho tới khi nào mà đường nó tan hẳn là mình đổ vô cái khuôn luôn nha. Đó. Khi mà cái nước nó vô thì cái này nó hay đông lại lắm. Cho nên mình nấu cho tới khi nào mà nó tan hết cái chỗ này nè là được nha các bạn. Bây giờ cái này nè, nước đường nó đã tan hẳn, các bạn dặn nhỏ lửa lại cho mình nha. Tại vì mình không dặn nhỏ lửa thì nó sẽ khét á. Đó, cái màu này đối với mình là đạt rồi đó. Đây, đó các bạn thấy không, nó tan hết rồi nè. Nhưng mà cái này các bạn làm hơi nhanh, là phải nhanh tay nha. Tại vì nó rất là mau đông lại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô khuôn nha. Các bạn không cần tráng đâu, tại vì nó khi mà mình đổ cái rau câu á thì nó sẽ cái hỗn hợp bánh flan á thì nó sẽ tan ra ở dưới đáy cho mình nha. Mình sẽ đổ lại những phần còn lại nha. Đây là rau câu của mình đã ngâm cũng được hơn nửa tiếng rồi đó các bạn. Các bạn thấy cái rau câu không? Đó, mình ngâm nó tan rồi nè, đường cũng tan luôn rồi nè. Đó, cho nên mình nấu rất là dễ. Bây giờ mình sẽ mở lửa trung bình trước nha. Khi mà nó sôi thì mình sẽ giảm lửa lại. Các bạn quậy cho tới khi nào mà các bạn thấy cái rau câu nó tan hết nha. Bây giờ nó cũng đã tan rồi nhưng mà nó có cục cục nè, các bạn thấy không? Đó, cho nên mình quậy. Khi mà các bạn ngâm như vậy, các bạn nấu rất là nhanh luôn. Chừng 1 phút tới 2 phút là cùng. Không đầy 1 phút thì cái rau câu của mình nó đã tan hẳn rồi nè. Bây giờ mình sẽ tắt bếp.
và mình sẽ đi làm quậy sữa nha. Đây là hai cái lòng đỏ trứng gà và chỗ này là 250 ml sữa nha. Bây giờ mình bỏ lòng trứng gà vô sữa và mình sẽ quậy đều nha. Sau khi đã quậy đều, các bạn lượt lại cho mình ha. Rồi, cái này mình được bỏ đi nha. Và bây giờ mình sẽ đổ sữa vào rau câu. Bây giờ mình sẽ bật lửa lên lại lửa trung bình ha. Mình sẽ bỏ cái hỗn hợp hồi nãy đó, trứng với sữa đó, mình bỏ vô rau câu nha. Và mình quậy đều ha. Và mình sẽ đi lấy heavy whipped cream nha. Và đây là 60 ml heavy whipping cream ha. Mình sẽ quậy đều, quậy cho tới khi nào mà cái hỗn hợp này nó sôi nha các bạn. Khi mà các bạn thấy đó, cái sữa nó sôi, hơi lăn tăn là được rồi nha, mình tắt lửa liền nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô khuôn ha. Mình bỏ sữa vào cái ca cho dễ đổ nha. Mình đổ một nửa thôi. Rồi một nửa kia thì mình để dành để làm trà xanh nha. Đây là một muỗng cà phê trà xanh, mình bỏ vô rau câu. Mình quậy đều. Mình chưa có bật bếp nha các bạn. Là tại vì cái nước này nó nóng lắm. Cái nước rau câu này nó rất là nóng. Các bạn quậy với khi nào mà cái trà xanh này nó đều nha. Bây giờ trà xanh của mình nó cũng gần tan thôi chứ nó chưa tan hẳn. Một lát mình sẽ lượt qua lại nha. Bây giờ trong khi chờ đợi cái lớp rau câu nó gần đông lại thì mình đậy nắp lại nha. Khi nào mình bắt đầu đổ thì mình sẽ bật bếp lên, mình sẽ nấu một lần nữa nha. Cho rau câu nó nóng ha, rồi trước khi mình đổ vô khuôn. Bây giờ cái rau câu của mình đã gần đặt lại. Cái này bằng thủy tinh thì nó lâu nguội hơn nha. Còn cái khuôn này nó đã cũng là đặc lắm rồi các bạn, cho nên mình phải chờ. Nếu mà các bạn có làm á, thì các bạn làm một loại khuôn thôi nha, cho nó đều á, nó đồng lại đều hơn ha. Đây đó, các bạn thấy nó gần sánh lại rồi nè. Cho nên bây giờ mình đi nấu cái trà xanh nha. Bây giờ mình sẽ bật lửa lên trung bình, mình sẽ nấu trà xanh đó. Các bạn thấy nó hơi đặc lại rồi nè, cho nên mình phải nấu lại nha. Mình nấu lại cho nó khi nào mà nó tan là được rồi. Hồi nãy đó mình quên bỏ vani, cho nên các bạn bỏ vani lên cho mình nha. Cái lúc mà mình nấu xong cái sữa đó, bây giờ mình bỏ vani. Khi mà có độ nóng như vậy là cái trà xanh của mình nè, các bạn thấy không, cái rau câu của mình nó tan liền. Mình chỉ cần nó tan thôi, không có đông lại là được. Và mình sẽ đi lượt lại như một lần nữa nha. Và đây mình sẽ lượt lại. Cái công đoạn này mình làm hơi nhanh á, tại vì mình không làm nhanh thì nó sẽ đông lại nhanh lắm. Đèn cho nó rớt xuống. Rồi các bạn quậy đều cho mình nha. Rồi xong, mình đổ vô ha. Mình dùng cái ca đó, nó có cái mũi thì nó nhanh hơn nha, dễ đổ hơn đó. Nếu mà các bạn nào mà muốn cho nó đẹp đó, thì mình bỏ màu xanh vô, nhưng mà mình để màu tự nhiên. Màu tự nhiên thì nó ăn nó tốt hơn. Mình đã đổ hết rau câu lớp trà xanh vào khuôn rồi. Bây giờ mình để cho nó nguội hẳn, rồi mình để ở tủ lạnh mát nha, ít nhất là 2 tiếng ha. Bây giờ cái bánh flan của mình đã để trong tủ lạnh tính ra là mình đã để được 4 tiếng rồi đó các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào muốn ăn liền thì để cho mình ít nhất 2 tiếng nha. Đây là cái bánh flan của mình. Các bạn thấy không? Nghiêng qua nghiêng lại nó rất là dễ để mình lấy ra nha. Bây giờ cái bánh flan của mình
đã lấy ra đây, mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Đây, răng của mình không? Đó, rất là mịn. Đó, cho các bạn xem, rất là đẹp ha. Tại vì cái đây là cái lớp của cái trà xanh đó, mình không có bỏ màu xanh vô, mình muốn để màu tự nhiên đó. Nếu mà các bạn muốn đẹp thì mình để màu vô cho nó có màu, nổi màu xanh lên nha. Bánh flan của mình, mình chúc các bạn thích cái công thức này và sẽ làm thử nha. Rất là ngon ha. Đó, rất là ngon. Mình chúc các bạn làm thành công nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ tới ha.